đừng quăng của thánh cho chó. Cứ xin thì sẽ được. Matthew chương 7. Của thánh đừng quăng cho chó. Ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào cho anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Kính chào ông bà và anh chị em. Lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Matthew hôm nay tiếp theo đoạn lời Chúa ngày thứ hai hôm qua, và nằm trong khung cảnh đó là bài giảng trên núi. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, mời gọi mỗi người chúng ta sống đức công chính mới. Ngay ở đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy dường như có vẻ khó hiểu. Chúa Giêsu nói: của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng dè đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé anh em. Đoạn Tin Mừng này, các nhà chú giải đề cập ngay đến của thánh, đó là những lễ vật mà người Do Thái dâng tại đền thờ Jerusalem, đó là thịt chiên, thịt dê của thánh đem cho chó. Và Chúa Giêsu muốn nói đến ý nghĩa là lời của Chúa, lời giảng dạy của Ngài: đừng phí cho những người chối bỏ, những người không thể đón nhận. Ngài thấy một số người khinh thường lời của Thiên Chúa, không muốn đón nhận và xúc phạm đến lời của Chúa. Và Chúa Giêsu nói đừng có nói cho họ, kẻo phí. Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em, trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, đôi khi chúng ta cũng làm phí phạm lời Chúa, chúng ta xúc phạm đến lời của Chúa. Và vì chúng ta không sống lời của Chúa, cho nên đôi khi chúng ta lại không hiểu được lời của Chúa. Trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, nhiều lúc chúng ta muốn nói lời của Chúa, nói về những điều mà Chúa căn dặn với người chúng ta, cho anh chị em của mình, nhưng nhiều anh chị em của mình chưa sẵn sàng đón nhận lời của Chúa. Nhiều người còn tỏ ra xúc phạm lời của Chúa. Khi chúng ta biết tình những hoàn cảnh như vậy, chúng ta cũng phải để ý. Có những điều vượt lên qua trí hiểu con người ta, cần đến sự soi sáng của Chúa. Cần đến một lúc nào đó Chúa ban cho người ta sự sẵn sàng đón nhận lời của Chúa. Không thì người ta sẽ xúc phạm đến lời của Chúa, xúc phạm đến danh của Chúa. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống lời của Chúa và ý thức rằng lời của Chúa thì cao trọng, ý của Chúa thì cao trọng. Nhưng chúng ta cũng cẩn thận, đừng gây cớ cho anh chị em của mỗi người chúng ta, để những người chưa sẵn sàng đón nhận lời của Chúa, đón nhận danh của Chúa, họ xúc phạm đến Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Xin cảm ơn đồng bào và anh chị em.